Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm video tặng thẻ cào cho các bạn tiếp nha. Thì cái video dưới này này, mình thấy các bạn cũng ủng hộ rất là nhiều nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục tặng. Thì hôm nay mình sẽ tặng hai cái nha. Tặng giữa video nha các bạn. Đầu tiên là Viettel xong đến Vina nha. Bây giờ thì mình phải ăn đã, ăn để tặng nha. Này, đây là có chân gà rút xương xuất thái nha các bạn, với lại đùi gà, chân gà chiên. Ở đây thì có nước chấm, có tương ớt này, với lại muối Tây Ninh nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn trước. Tay hai chị em mình rửa sạch sẽ rồi bây giờ thì ăn bóc luôn cho ngon nha các bạn. Đây là chân gà lứt xương nha, mời các bạn ăn nha. Mời tất cả bạn ăn nha. Cóc nha các bạn. Chắc là không giòn đâu. Đùi gà nha các bạn, đùi gà siêu to khổng lồ, đùi gà khổng lồ đó. Mời các bạn nha, to lắm các bạn. Đoạn này mình tắt tiếng tại vì ở nhà mình có khách các bạn nên là hơi ồn, nên là mình sẽ ghi âm cái đoạn, thu âm cái đoạn này. Đùi gà rất là ngon luôn. Mình sẽ ăn đến cho đến khi mà mình bắt đầu tặng thẻ cào thì mình sẽ nói với các bạn nha. Khá là ngon luôn. Cắn một cái. Cái này rất là giòn luôn, tại vì mình tắt tiếng là không nghe thấy tiếng nữa. Mà giòn, mềm, ngon. Mình đã ướp sẵn nên là thịt gà nó cũng đã mặn rồi. Chân gà rút xương thì ta nói nó giòn đi đâu luôn. Nhai đúng cái gần đó các bạn. Nó giòn. Bạn chuẩn bị lấy điện thoại ra để nhập thẻ cào nha. Đầu tiên thì sẽ là thẻ cào Viettel nha. Chuẩn bị. Các bạn cứ chuẩn bị trước đi. Cho các bạn thời gian để các bạn chuẩn bị. Này. 5 4 3 2 Đếm lại các bạn ơi. 5 4 3 2 1 0 Bây giờ thì mình vẫn tiếp tục ăn nha các bạn. Nhưng mà cuối video thì mình sẽ tặng nốt cái thẻ cào Vina nha. Bạn cứ theo dõi đi. Mình không để chế độ công chiếu thì các bạn không biết đến khi nào là cuối video đâu. Nên là nhớ quan sát kỹ nha.
chuẩn bị tặng cái thẻ kéo về nhà này các bạn. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đây, để số trên màn hình nha. Vậy là mình đã tặng hết hai cái thẻ kéo rồi nha. Bạn nào mà nhận được thì hãy bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ thì hai chị em mình cũng tạm biệt các bạn được rồi. Bạn nào thấy hay đừng quên lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Bye.